từ thời xa xưa, hệ thống thuế, dù ở hình thức nào, cũng đã luôn tồn tại trong các xã hội và chính phủ có tổ chức. Hơn 3.500 năm trước, người Ai Cập cổ đại đã thu thuế, và đế chế La Mã có một hệ thống thuế rất phát triển. Ở Canada, thuế được thu bởi các cấp chính phủ liên bang và tỉnh bang để chi trả cho các cơ sở, dịch vụ và chương trình mà họ cung cấp. Nhiều lợi ích cơ sở mà chúng ta sử dụng hàng ngày chỉ có thể hoạt động được thông qua doanh thu từ thuế, chẳng hạn như thư viện, công viên, bệnh viện, trường học, vân vân. Những cái gì thay đổi và chúng ta nên lưu ý những gì cho năm thuế 2020? Doanh thu từ thuế cũng giúp phân phối lại của cải để mang lại lợi ích cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp hơn thông qua các chương trình xã hội như trợ cấp an sinh tuổi già, trợ cấp trẻ em Canada và trợ cấp xã hội. Chỉ nhận được một cái khoản tăng tối đa từ 6.700 một năm lên 6.800 một năm. Thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang ở Canada được tính ở mức cố định, tức là một công ty phải trả cùng một mức thuế suất như những công ty khác, bất kể họ kiếm được bao nhiêu. Và nếu mà họ trả cho chính phủ lại trước 31/12/2022, thì họ được cho 0-20.000. Trong khi đó, thuế thu nhập cá nhân ở Canada là thuế lũy tiến, nghĩa là người nào kiếm được nhiều thu nhập hơn thì phải trả mức thuế cao hơn. Và chính vì làm việc tại nhà nên họ sẽ nhận được một cái khoản gọi là một home deduction. Ngoài thuế thu nhập, ở Canada còn có các loại thuế khác như thuế bán hàng, sales tax, bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ GST, thuế bán hàng hài hòa HST và thuế bán hàng của tỉnh PST. Tuy nhiên, cũng có những mặt hàng không phải chịu thuế bán hàng, ví dụ như hàng tạp phẩm, một số loại thuốc và dụng cụ y khoa cũng như tiền thuê nhà. Nguồn thu liên bang lớn nhất là thu từ thuế thu nhập cá nhân, chiếm 49% tổng thu nhập trong giai đoạn 2017-2018. Nguồn lớn thứ hai là thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, chiếm 15,2%. Trả thuế là luật ở Canada. Nếu mình khai trễ thì CA sẽ phạt hai khoản. Hệ thống thuế của Canada đã phát triển trong nhiều năm qua để đáp ứng nhu cầu của một xã hội ngày càng phức tạp. Hệ thống thuế cần mang lại lợi ích cho tất cả người dân Canada và phải linh hoạt để chính phủ có thể sử dụng nó nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể về kinh tế và xã hội. Hoàng Anh xin ân ái kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cafe with Culture, phát sóng hàng tháng trên kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa các bạn, chúng ta vừa trải qua một năm bất thường và mùa khai thuế năm nay cho năm 2020 đang cận kề và sẽ là một trong những mùa thuế khác thường và có lẽ là hơi phức tạp một chút. Đại dịch COVID-19 tác động đến tình hình tài chính của nhiều người trong chúng ta theo nhiều cách khác nhau, từ các khoản trợ cấp của chính phủ cho đến những thay đổi trong thu nhập và môi trường làm việc. Vậy thì mùa thuế năm nay có thay đổi gì so với năm trước? Chúng ta phải lưu ý những gì trong mùa thuế năm nay, cũng như chuẩn bị cho năm sau. Để giải đáp những thắc mắc này từ quý khán giả đã gửi về, cũng như một số tips chúng ta nên biết khi nói về kê khai thuế cuối năm tại Canada, hôm nay Hoàng Anh có mời đến chương trình một chuyên gia là anh Lucas Luân Lê. Luân Lê hiện là Charter Professional Accountant CPA của tỉnh Ontario, là kế toán viên chuyên nghiệp được chứng nhận. Luân đang điều hành Taxcare Professional Corporation, là một công ty cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về income tax, tức là thuế thu nhập, accounting, kế toán và tư vấn doanh nghiệp. Công ty được đăng ký hành nghề với Hiệp hội CPA Ontario. Xin chào Luân, rất cảm ơn Luân hôm nay đã đến chia sẻ với khán giả của Culture. Chào chị Hoàng Anh và xin chào tất cả khán giả của chương trình Culture. Luân à, chúng ta bắt đầu với một câu hỏi khá quan trọng. Những cái gì thay đổi và chúng ta nên lưu ý những gì cho năm thuế 2020 sắp phải kê khai? Năm thuế 2020 có những thay đổi xuất phát từ đại dịch COVID-19. Thì những thay đổi này từ những cái chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho cá nhân, người đi làm và cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì đối với những cá nhân thì bên cạnh những cái
fee slip, những income slip mà họ nhận được. Thì nếu mà họ nhận được những chương trình trợ cấp của chính phủ, ví dụ như CRB hoặc là CRB, thì họ sẽ nhận thêm T4A hoặc là T4E từ chính phủ. Cái nhất, cái thứ hai là bởi vì Covid-19 nên rất nhiều người đi làm họ sẽ phải làm việc tại nhà, và chính vì làm việc tại nhà nên họ sẽ nhận được một cái khoản gọi là work from home deduction để giảm những chi phí cho việc kê khai thuế. Cái thứ ba là gần đây thì chính phủ đã thông báo là sẽ gia hạn thêm cái những thêm 6 kỳ để nhận chương trình CRB, tức là trước kia là họ sẽ nhận 13 kỳ là 26 tuần. 26 tuần. Ừ. Bây giờ thêm 6 kỳ, tức là tổng cộng là 9 kỳ trong vòng 12 tháng, tức là cứ từ tháng 9 2020 đến tháng 9 2021. Ủa, cái đó này là tin mừng cho quý vị nào mà đang phải cần cái sự hỗ trợ này. Dạ, và một điểm chú ý nữa là đối với những người nào nhận chương trình trợ cấp của chính phủ thì họ sẽ được hoãn cái việc trả thuế đến tháng 4 2022. À, nếu mà mình khai thuế mà mình bị phải đóng thuế lại đó, hả, là mình được hoãn trả thuế. Dạ, cho những người nào nhận những khoản trợ cấp của chính phủ. Như vậy nếu mà người ta bình thường thôi, không có nhận hỗ trợ của chính phủ, thì người ta có được không cần trả thuế cho đến năm sau không? Dạ vâng, nếu mà họ không nhận được những khoản trợ cấp này, tức là họ không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thì họ vẫn có trách nhiệm là khai thuế và trả thuế trước 30 tháng 4 2021. À, tức là bây giờ trong năm nay thì không có được gia hạn cái hạn chót khai thuế nữa mà vẫn phải là 30 tháng 4. Dạ, tới thời điểm này thì CRA chưa có thông báo nào cho cái việc hoãn khai thuế và trả thuế giống như năm trước. Nhưng mà mọi người nên cập nhật xem tin tức để được cập nhật những thông báo mới. Đối với những người mà self-employed thì cái hạn chót của họ khai thuế có vẫn là 15 tháng 6 đúng không ạ? Dạ đúng, đối với người là self-employed, tức là tự kinh doanh, thì hạn chót họ phải khai thuế là 15 tháng 6 2021. Nhưng nếu mà họ có một khoản thuế phải trả thì họ phải trả trước 30 tháng 4 giống như những cá nhân khác. Nếu như vậy hình phạt sẽ là như thế nào nếu mà mình khai trễ? Nếu mình khai trễ thì CA sẽ phạt hai khoản. Khoản đầu tiên là khoản phạt do anh khai trễ, tức là 5% trên số tiền anh nợ của CRA. Cái thứ hai là phạt do anh trả chậm, anh trả sau ngày 30 tháng 4 2021, thì lãi suất trả chậm là anh bị phạt 1% một tháng trên số tiền anh nợ CRA. Như vậy thì năm khai thuế năm nay những cái giảm trừ, tức là deductions và những cái tax credits thì mình được giảm thuế đó, mình có được khai những cái gì luôn? Thì mỗi năm đều có những khoản gọi là tax deduction, giảm trừ thu nhập, hoặc là tax credit, giảm thuế. Thì mỗi năm đều giống nhau cả. Nhưng năm nay có một cái khoản mà hầu hết mọi người sẽ tận dụng nó, đó là work from home deduction. Tức là giảm cái phần thu nhập do làm việc tại nhà. Hồi nãy Lương có nhắc qua một số forms mà mình sẽ có thể nhận được nó khác hơn bình thường đúng không? Dạ. Ngoài ra có form gì đặc biệt khác thường nữa không? Trên form T4, nếu họ đi làm thì năm này CRA quy định yêu cầu tất cả những chủ doanh nghiệp phải kê thêm những cái box mà để giúp CRA xác định lại một những yêu cầu để nhận CRAB. Tức là những cái box đó họ sẽ xác định thu nhập của từng kỳ từ tháng 3 2020 đến tháng 9 2020. Ví dụ họ sẽ có một cái box số 57. Cái box số 57 đó là thu nhập từ ngày 15 tháng 3 2020 đến tháng 5 2020. Như vậy thì những cái đóng góp hay là mình mua được cái RSP là đóng góp vào cái TFSA hay cái thay đổi cho CPP vân vân, thì có những cái thay đổi lớn không Lương? Một trong những thay đổi năm này là cái mức đóng vào CPI sẽ tăng lên để phản ánh tình trạng lạm phát của hàng năm.
Thì năm 2020 thì mức đóng vào GDP là tăng từ 5.25 lên 5.45%, tức là tương ứng cái maximum mà anh đóng vào là tăng từ 2.008 lên 3.001 năm. Còn TFSA là tax free savings account thì cũng như mọi năm, mỗi cá nhân CA sẽ cho một cái room hoặc là một limit để đóng góp vào cái tài khoản này là 6.000 đô một năm, và một người tối đa đóng góp vào tài khoản này vẫn là 75.500 trong suốt đời người để đóng vào tài khoản này. Còn RSP thì tùy vào cái background thuế của từng người thì họ sẽ có một cái mức room hoặc là limit để mua RSP, một sản phẩm nhằm để khoản cái việc trả thuế trong năm này và những năm tương lai. Thì để biết được là mình cái mức đóng góp của mình vào hai tài khoản TFSA cũng như RSP bao nhiêu thì mọi người nên nhìn vào cái Notice of Assessment, tức là NOA, trong cái năm vừa rồi. Như vậy thì có lợi điểm khi mình mua RSP hay là mình đóng góp vào trong cái TFSA không? Trước khi mình nói cái lợi điểm là mình phải hiểu đó là cái sản phẩm gì. RSP là một cái sản phẩm tài chính phục vụ cho về hưu sau này. Và chính vì như vậy CA họ sẽ quy định là những người nào có cái mức đóng góp RSP thì có quyền mua cái sản phẩm này để hoãn cái việc trả thuế sang tương lai. Ví dụ chỉ có một cái khoản total taxable income là một thu nhập chịu thuế là 50.000 đô trong 2020. Nếu chị có khoảng 10.000 để chị mua RSP thì như vậy cái taxable income, tức là thu nhập chịu thuế, chị giảm từ 50.000 xuống còn 40.000, và chính vì vậy thuế đánh trên 40.000 thì thấp hơn, chỉ ít hơn. Và trường hợp như vậy thì chị tắt refund cho khoản đó, cho khoản thuế chị đã đóng. Nhưng mà tương lai nếu 10.000 đó chị rút ra trong 10 năm kế tiếp, thì năm thứ 10 chị rút ra thì năm đó 10.000 đó sẽ trở lại là income của chị trong năm đó. Còn TFSA là một sản phẩm tài chính để khuyến khích người ta đầu tư. Thì đương nhiên là khuyến khích người ta đầu tư cho tương lai. Được như vậy thì cái tên sản phẩm là tax free savings account, tức là nếu mà tiền của chị bỏ vào cái savings account này và chị dùng cái account này để đầu tư, ví dụ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hoặc là tiết kiệm GIC, thì tất cả những income từ cái việc đầu tư trong cái tài khoản TFSA sẽ được miễn thuế, bởi vì nó có cái tục ngữ là tax free savings account, tại vì miễn thuế. Nên như vậy CIA quy định là mỗi năm anh chỉ đóng góp vào tối đa 6.000 cho tài khoản này thôi. Rồi cái số tiền đó mình có quyền đi đầu tư như thế nào theo ý mình muốn hả? Dạ đúng, chị có thể dùng số tiền này chị mua tài khoản tiết kiệm GIC, chị dùng số tiền này chị chơi stock, trading stock, chị dùng số tiền này để chị mua những mutual fund. Như vậy thì cái mùa thuế năm sau này, tức là bây giờ mình phải chuẩn bị rồi đó, cho mùa thuế năm sau thì mình phải cần lưu ý gì, nó có những thay đổi gì không nữa? Mùa thuế năm sau thì chắc chắn là khi những người nào nhận tiếp tục nhận những khoản CRB của chính phủ trong năm 2021 thì chắc chắn họ chỉ nhận được cái T4A từ chính phủ. Và đương nhiên là khi họ nhận được cái khoản tiền này thì 10% số tiền họ nhận đã được đóng thuế. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà bất cứ thì thay đổi nào về cá nhân cũng ví dụ như thay đổi về địa chỉ hôn nhân, có thêm con cái, thì mọi người nên cập nhật những thay đổi này cho người làm thuế của mình. Luân nói về CRB đó, và mình được gia hạn thêm đó cho trong năm nay đó, thì một cái mà Hoành để ý là một người nhận được CRB người ta vẫn có thể đi làm hay là self-employed lên tới cái mà nó gọi là net income, không biết là có thể dịch là thu nhập ròng không, cho tới mức 38.000 đúng không Luân? Dạ thưa chị, mỗi người cá nhân đi làm thì họ có quyền vẫn tiếp tục nộp chương trình CRB nếu họ đủ điều kiện để nộp chương trình đó. Khi mà tính cái mức gọi là net income 38.000 thì mình phải biết được là net income là cái gì. Thật ra net income đây không phải là thu nhập sau thuế, mà net income đây á, là thu nhập chịu thuế sau khi trừ những cái khoản giảm trừ thu nhập.
Và rõ hơn thì nó sẽ nằm ở cái dòng 23600 trong cái T1 Income Tax Return của từng người. Nhưng mà cái term đó thì Net Income thật ra đó là Taxable Income, tức là income chịu thuế sau khi trừ những khoản giảm trừ khác. Như vậy thì một người vẫn có thể tiếp tục nhận CRB nếu mà họ đủ điều kiện để nhận. Nhưng nếu mà total income của họ từ đi làm self-employed, không bao gồm income từ nhận từ CRB vượt quá 38.000 một năm, thì khi đó họ phải trả lại cho CRA 50 cent cho mỗi đô la họ nhận được từ CRB. Như vậy hồi nãy thêm một cái mà Luân nhắc là năm nay mình được khấu trừ những cái khoản mà mình làm việc tại nhà, đặc biệt cái năm vừa rồi rất là nhiều người và vẫn còn tiếp diễn làm việc tại nhà, thì để mà nhận được những cái khấu trừ cho thuế đó tối đa là bao nhiêu và làm sao mình chứng minh được? Trước khi em trả lời câu hỏi của chị thì mình phải xác định được là điều kiện để mình nập được cái khoản khấu trừ thu nhập từ cái việc làm tại nhà. Thì có ba điều kiện. Thứ nhất là người đó phải làm việc tại nhà vì Covid-19. Cái thứ hai, họ phải làm việc tại nhà ít nhất 50% tổng thời gian trong 4 tuần liên tiếp. Và cái thứ ba là họ không nhận được một cái khoản trợ cấp nào khác của chủ cho cái việc làm việc tại nhà. Thì năm này tại vì Covid-19 nên CA đã đơn giản hóa cái việc mà kê khai các khoản chi phí work from home, nó gọi là employment expense, làm việc tại nhà, bằng cách là họ chỉ cần khai mình làm việc tại nhà và mỗi ngày họ làm việc tại nhà họ được quyền khai tối đa là $2. Nhưng mà cái mức tổng cộng họ được nhận được là tối đa là $400. Nếu mà họ sử dụng cái cách là khai đơn giản. Còn nếu mà họ sử dụng cái cách khai chi tiết, tức là họ có quyền khai tất cả những chi phí liên quan đến việc làm việc tại nhà. Ví dụ tiền rent, tiền thuê nhà, property tax, insurance, điện nước, cell phone, tất cả những cái khoản gọi là văn phòng phẩm để làm việc tại nhà. Và những khoản này thì mình không cần phải chứng minh. Mình không cần phải chứng minh, nhưng mà mình phải tự nguyện là mình khai. Nếu mình chọn cái cách là mình khai chi tiết. Nói về những bạn mà làm self-employed đó, thì họ nên lưu ý gì trong cái mùa thuế sắp tới này? Đối với self-employed thì họ có những chú ý như thế này. Tức là như nói là cái thời gian họ nộp cái income tax của họ vẫn là 15 tháng 6 2021. Nhưng nếu mà họ có một khoản phải trả thuế thì họ cũng phải trả thuế trước 30 tháng 4 2021, như bao cái ngân khác. Đó. Rồi đối với self-employed, vì đó là một cái dạng business cá nhân, nên họ phải giữ tất cả những cái invoice, những cái bill mà trả cho business của mình khi mà họ claim thuế. Năm vừa qua đó là nhiều người phải làm thêm cái công việc như là chạy Uber Eats đó, hay là skip the dishes đó. Những người này thì có họ khai thuế có khác như thế nào không Luân? Những cái dịch vụ chạy Uber Eats hoặc là skip the dishes thì đây là những cái dịch vụ thuộc cái dạng là self-employed, tức là kinh doanh, tự kinh doanh của mình. Vì self-employed đó một dạng business, nên ngoài cái việc file của hồ sơ income tax của họ, họ phải chuẩn bị thêm một cái form gọi là form 2125, là cái form gọi là business activity. Là trên cái form này họ phải nói là income của họ nhận được từ cái việc chạy Uber Eats là bao nhiêu, và họ có quyền claim tất cả những chi phí liên quan đến cái business của mình. Ví dụ như tiền xăng, bảo hiểm xe, bảo trì xe, tiền cell phone, tức là họ chia ra những gì mà phục vụ cho cái việc chạy Uber của họ, họ quyền claim. Như vậy là mình thấy người nào làm việc tự doanh đó là self-employed thì người ta được khấu trừ những cái chi phí hết ha. Còn đối với những người mà đi làm employed đó là một nhân viên á, thì mình có được khấu trừ không? Và những trường hợp nào thì mình mới được khấu trừ những cái chi phí?
đi làm ở công ty thì họ vẫn có quyền claim để mà giảm trừ thu nhập cho những chi phí từ việc đi làm, nó gọi là employment expense. Thì một trong những cái chi phí đi làm đó là làm việc tại nhà như em mới đề cập vừa rồi. Họ có quyền họ claim những chi phí khác liên quan để phục vụ cho việc là họ làm ra income từ việc đi làm cho chủ. Ví dụ như là họ có thể claim tiền điện thoại, hoặc claim được tiền xăng xe, hoặc claim được cái tiền văn phòng phẩm. Thì đương nhiên là để claim được những khoản này thì họ phải có một sự xác nhận của chủ doanh nghiệp là những khoản này là chủ nghiệp không cung cấp cho người đi làm đó, và người làm tự bỏ tiền ra để chi trả những chi phí đó. Thì như vậy thì cái người đi làm có quyền claim những chi phí đó. Tại vì mình chưa được reimburse, chưa được hoàn lại từ công ty thì mình có quyền claim. Dạ, nếu mà chị được hoàn lại từ chủ thì chị không có không claim khoản này. Rất là fair. Rất là fair. Như vậy là miễn là mình đi làm nhưng mà tự vì cái công việc làm của mình nó đòi hỏi mình phải có những cái thí dụ như là chi phí đó, mua này mua kia ví dụ, hay là để thực hiện được cái công việc là mình có quyền claim hết. Nhưng mà mình phải có tờ giấy xác nhận của người chủ. Dạ đúng. Luân chuyển sang vấn đề gia đình đi, về Canada Child Benefits thì năm nay mình có thay đổi như thế nào? Về Child Benefit thì như mỗi năm những cái khoản benefit này cũng được điều chỉnh để phản ánh cái mức lạm phát của Canada. Thì ví dụ như là cái khoản Canada Child Benefit và tiền sữa mà mọi người nhận được á, thì năm này họ sẽ ví dụ như bé dưới 6 tuổi sẽ nhận được một cái khoản tăng tối đa từ 6.700 một năm lên 6.800 một năm. Theo anh biết có thêm một cái mình có thể khấu trừ hay là tax credit, nó là cái Canada Training Benefit luôn. Cái đó thì nó làm việc như thế nào? Canada Training Benefit là một cái khoản benefit nó mới xuất hiện gần đây. Thì mục đích là chính phủ khuyến khích mọi người tiếp tục học bằng cách là những người nào có income đi làm 10.000 trở lên, tuổi từ 25 đến 64. Thì họ sẽ tự động có một cái khoản là training credit. Mà khoản này được hoàn lại, nó gọi là refundable training credit. Mỗi năm là $250. Và tối đa cho một người trong suốt giai đoạn đó tới một người á, là được $5,000. Thì để nhận được cái khoản credit này á, thì mọi người nên nhìn vào cái notice of assessment của mình. Nếu mà có cái khoản đó thì mình quyền mình claim để mình lấy lại cái tiền credit này. Còn trong cái thuế của mình á, và đối với những người mà mua nhà lần đầu tiên á, nó có một cái số ưu đãi đúng không? Giống như là cái home buyer's plan. Thì cái đó nó như thế nào luôn? Trước khi em nói về home plan á, thì em nói sơ qua về RSP trước. RSP là một sản phẩm, nó là để hoãn cái việc trả thuế của người đó hiện tại sang tương lai. Thế nhưng nếu người đó là người mua nhà lần đầu tiên, CRA cho phép là người đó rút ra tối đa là $35,000 từ tài khoản RSP của mình mà không phải chịu khoản income này. Bình thường nếu mà chị rút tiền từ RSP tiêu xài cá nhân thì cái khoản tiền đó sẽ trở thành income của chị năm đó. Nhưng nếu người đó mua nhà lần đầu tiên, CRA cho phép chị rút tối đa là $35,000 trong tài khoản RSP mà không phải chịu thuế từ cái việc rút ra này. Thế nhưng người đó phải có trách nhiệm hoàn trả lại cái số tiền này trong vòng 15 năm. Em lấy ví dụ nếu mà chị có 15.000 trong RSP, chị rút 15.000 ra, chị xài, ai phải chị xài mà chị mua nhà nào đầu tiên, thì CA sẽ không tính thuế cho khoảng 15.000 này. Nhưng mỗi năm chị phải đóng vào CA là 1.000. Nếu mà chị không đóng vào CA 1.000 thì tự động 1.000 đó chị trở thành taxable income của chị. Thành cái thu nhập của mình. Cái gì chia đều ra 15 năm mình trả lại. Và nếu bữa năm nào mình không trả thì nó tính thành là cái thu nhập của mình để nó đánh thuế, đúng không? Dạ đúng.
Nhắc tới nhà đó thì một số người cũng còn những cái tài sản, thí dụ như là đất đai hay nhà nhà cửa ở quê nhà Việt Nam hay là những cái quốc gia khác đó, thì chúng ta có phải kê khai trong thuế không? Và khai có lợi hay không? Có bị đóng thuế lại không? Đối với những người nào mà có tài sản, thì tài sản ở đây nó là capital property, bao gồm tài sản bất động sản, thì gửi nhà băng hoặc là cổ phần, cổ phiếu ở một công ty nào khác. Thì nếu mà cái giá trị những tài sản này trên 100.000 trong bất kỳ thời điểm nào trong năm thuế đó, thì họ phải khai với CA là mình có cái tài sản đó. CA không có đánh thuế trên giá trị tài sản mà chị khai. Họ chỉ đánh thuế trên cái thu nhập phát sinh từ tài sản đó. Ví dụ như là chị có một khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 200.000 đô ở Việt Nam. Thì cuối năm chị có một cái khoản income từ việc tiền gửi tiết kiệm đó là 5.000 chẳng hạn. Thì chị đầu tiên là chị phải khai về có tài sản là tài khoản tiết kiệm 200.000 đô ở nước ngoài. Và chị có cái khoản interest income là thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm là 5.000. Thì cái 5.000 đó là chị phải bỏ vào cái thu nhập của chị ở Canada để miễn thuế. Tại vì một người khi mà đã là resident for tax purpose, tức là một người khi đã cư ngụ cho một thuế, thì họ phải có trách nhiệm khai báo tất cả những nguồn income worldwide, tức là ở Việt Nam, Ấn Độ, Myanmar, tất cả những nguồn income. Tức là mình cũng có thể đã bị đóng thuế ở một cái nước nước quê nhà nước kia rồi á, bây giờ mình phải khai bên Canada mình cũng vẫn có thể bị đóng thuế thôi. Dạ đúng, nhưng mà giữa cái Canada và cái nước đó, ví dụ nó là Việt Nam, thì có một cái hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Tức là về nguyên tắc thì một người có một income không thể nào bị chịu đánh thuế hai lần được. Thì để tránh cái việc đánh thuế hai lần như vậy, thì ví dụ chỉ có income ở Việt Nam, chỉ mang cái nguồn income đó qua Canada, cộng với tất cả những nguồn income khác của chị ở đây là một cục income, CA đánh thuế trên khoản đó trước. Rồi, nhưng mà cái nguồn income ở của chị Việt Nam đã đóng thuế ở Việt Nam và chữ CA Việt Nam có hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thì cái quyền mang tiền thuế ở Việt Nam sang Canada được cấn trừ vào cái việc thuế ở Canada. Mình được khai cái khoản mình đã đóng rồi. Dạ, dạ. Và theo kinh nghiệm của em, với những cái khoản thuế mà đã đóng ở Việt Nam hoặc những ngoài trên 2.000 thì CA nó sẽ review, tức là nó sẽ xem, nó yêu cầu mình chứng minh. Tại vì cái khoản mà chị đóng ngoài sẽ làm giảm cái phần thu nhập ở Canada, nhập cho CA ở Canada. Đúng rồi. Thì chính vì vậy á, thì họ sẽ yêu cầu mình chứng minh là cái nguồn thu nhập đó và chứng minh là chị thật sự đã đóng thuế ở Việt Nam hay chưa. Cũng nhắc lên về Việt Nam thì một số người mình có nhiều sinh viên ở đây quốc tế đó, và cũng như là những người mà newcomers và những người mới qua định cư sau này á, rồi có những cái thắc mắc á là mới qua thôi thì cũng chưa có làm thu nhập gì hết, thì có nên khai thuế hay không, khai thuế có lợi hay không? Dạ. Thì tất nhiên là có lợi, nhưng trước khi mà nói điểm với lợi á, thì phải nói là khai thuế là trách nhiệm của mọi người, để đó là một cái compliance, một cái tuân thủ theo luật thuế ở Canada. Chị sang Canada tháng 10 2020 thì chị phải khai thuế cho 2020, mặc dù chị không có thu nhập gì từ tháng 10 đến tháng 12 2020. Đó là nói về cái điểm là mình tuân thủ luật thuế Canada. Cái điểm thứ hai á là nếu mà chị không khai thu nhập thì chị sẽ không nhận được những khoản benefit. Vì sao? Vì benefit của chính phủ, ví dụ như là GT credit của liên bang, TM benefit của tỉnh bang, Canada tri benefit là tiền sữa của con, thì những khoản benefit này họ được xác định dựa vào cái income của hộ gia đình trong suốt 12 tháng đó, tức là từ tháng 1 đến tháng 12. Như vậy nếu mà chị không có khai income tax của chị từ ngày chị lan, ví dụ từ tháng 10 đến tháng 12 2020, thì CA nó không biết là thật sự là household income của chị, thu nhập từ hộ gia đình của chị là bao nhiêu. Thu nhập của hộ gia đình tức là thu nhập của cả vợ lẫn chồng là bao nhiêu. Từ đó họ xác định cái benefit cho mình. Như vậy thì nếu mà chị không khai thì nhất là chị không có tuân thủ. Cái thứ hai là chị sẽ không được nhận cái khoản benefit nào cả.
Như vậy thì những người mà mới qua sau này đó là họ phải nên lưu ý những cái điểm gì khi mà nói đến về thuế nói chung? Dạ. Thì đầu tiên á, là nếu mà người đầu tiên mới qua Canada lần đầu tiên và trở thành resident for tax purpose, tức là cư ngụ cho mục đích thuế, thì đầu tiên họ phải nhớ ngay cái ngày mà họ vào Canada. À. Cái ngày này rất là quan trọng, tại vì như em đã nói là CRA sẽ xác định cái thu nhập của hộ gia đình trong suốt một năm, tháng 1 đến tháng 12. Nếu chỉ qua từ ngày 1 tháng 10, 2020, thì CRA nó chỉ biết là income của chị từ tháng 10, 2020 đến tháng 12, 2020. Chị biết được income của khoảng thời gian đó thôi, 3 tháng đó thôi. Như vậy từ income trước đó là từ tháng 1 đến tháng 9 thì ở đâu? Lúc đó thì họ sẽ hỏi tiếp là income của bạn từ tháng 1 đến tháng 9 là bao nhiêu, để họ cộng được hai cái nguồn income. Một nguồn income mình được khai thuế, một nguồn income là mình cung cấp thêm, để có được nguồn income của cả hộ gia đình trong suốt 12 tháng. Và họ từ đó họ xác định được benefit cho mình. Vậy mình phải chuẩn bị hết những thông tin gì luôn? Còn thông tin đó thì như là những thông tin cá nhân của người đó, ví dụ họ tên, ngày tháng năm sinh, số sinh, địa chỉ, rồi tất cả những tình trạng hôn nhân của mình, cũng như là những người dependent, những người con cái của mình, để họ phải cung cấp tất cả những thông tin này cho người khai thuế, và để cho người khai thuế hiểu về cái background, cái hoàn cảnh của mình, để mà họ khai cái chính xác nhất. Vậy những cái phương cách mà mình có thể khai thuế như thế nào? Tức là dĩ nhiên là một là qua accountant, nhân viên kế toán, hay mình có thể làm online hay không, hay là giấy tờ? Thì hiện tại thì CA vẫn khuyến khích là mọi người nên file điện tử, tức là gọi là e-file lên CA. Nhưng bên cạnh đó thì CA vẫn chấp nhận việc khai thuế bằng giấy. Luôn còn đối với những người mà du học sinh ở đây đó, là họ phải cần chuẩn bị gì, họ có cần phải khai thuế hay không? Dạ, khi mà du học sinh qua đây thì họ đã là resident for tax purpose, tức là cư ngụ trong mục đích thuế ở Canada, thì mặc dù là họ không có income, họ chỉ đi học, nhưng họ cũng phải khai thuế như em đã trình bày, là khai thuế để mà nhất là tuân thủ luật pháp Canada, thứ hai là có được benefit của chính phủ. Thì đối với bạn sinh viên mới sang, thì nếu mà học chính khóa, họ vào học chính khóa ở trường college hoặc là university, thì cuối năm á, họ đóng học phí rồi á, thì cuối năm trường sẽ gửi cho họ một cái là T-2202, nếu là tuition fee. Thì họ phải đưa cái form T-2202 này cho người khai thuế để mà khai lấy cái phần tuition tax credit, tức là khoản giảm trừ thuế sau này, để mà sau này họ đi làm, họ có thu nhập, họ trả thuế, thì mình lấy cái phần tuition tax credit này để giảm phần thuế của họ. Thì làm sao để biết được cái tiền mà mình claim để lấy được tuition tax credit? Thì họ phải dựa vào cái notice of assessment của họ hàng năm để biết được số tiền này. Như vậy là mình phải lưu giữ những cái hồ sơ đó. Mình có thể online là giữ hết. Dạ đúng rồi, họ có thể là sign in vào cái account của trường, vào phần tax receipt, họ download cái họ tải về cái form đó và gửi cái form đó cho cái người khai thuế. Và chú ý là nếu mà họ qua lần đầu tiên trong năm 2020 thì họ phải báo cho người khai thuế là cái ngày họ landed vào cái ngày họ bước vào Canada. Tại nếu mà họ đưa cái ngày khác trong hệ thống của CRA thì hồ sơ thuế nó sẽ không bao giờ đi. Cái đó cũng một số cái các bạn phải lưu ý ha. Dạ. Ngoài ra cần phải phải biết những cái gì quan trọng nữa không Lưng? Thì đó là rồi sau đó là họ phải biết là những khoản nào mà họ có quyền claim để giảm gọi là giảm income hoặc tax credit, để mà họ giảm thuế. Ví dụ như là họ chuyển từ thành phố này sang thành phố kia trong mục đích đi học, thì nó gọi là moving expense. Thì nếu họ có income thì cái phần moving expense này sẽ làm giảm cái phần income đó, và từ đó họ có cơ hội giảm thuế.
hoặc là họ donation cho chùa chiền hoặc là những tổ chức từ thiện, thì họ có quyền, họ nên giữ những cái clip, cái receipt đó để mà lên claim thuế. Thưa quý vị, công ty TaxCare cũng có tư vấn cho doanh nghiệp. Theo anh được biết là những cái công ty vừa và nhỏ của Canada mình cũng được hưởng cái thuế suất thu nhập quá đúng không? Ưu đãi như thế nào luôn? Dạ, thưa chị, đối với những công ty vừa và nhỏ ở Canada, nếu mà thỏa mãn những yêu cầu của một công ty được gọi là CCPC, Canadian Controlled Private Corporation, thì những công ty đó được hưởng thuế suất ưu đãi. Ví dụ như Ontario, thì những công ty đó được hưởng thuế suất ưu đãi là 12.2% cho năm 2020 và 2021. Thì trong 12.5% này bao gồm là 9% của liên bang và 3.2% của tỉnh bang. Những cái công ty mà CCPC á, ý của Luân là những cái công ty mà phải là do người Canada đúng không? Dạ đúng. Là người dân. Tức là Canada. Một trong những điều kiện mà để được gọi là một công ty CCPC là công ty được thành lập ở Canada. Là công ty đó phải có trong cái board of director, là trong hội đồng quản trị á, phải có ít nhất là một người có PR hoặc là citizenship ở đây. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính phủ có những cái chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho những cái công ty này là như thế nào rồi? Dạ, đúng chị, tại vì bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nên phần thuế cho những công ty vừa và nhỏ sẽ được nhận hỗ trợ của chính phủ, tại vì chính phủ Canada luôn xem công ty vừa và nhỏ là một cái xương sống của nền kinh tế. Lấy ví dụ như là Ontario, năm 2019 á, thì thuế suất ưu đãi cho những công ty vừa và nhỏ là 12.5%, tức là 9% của liên bang và 3.5% của tỉnh bang Ontario. Nhưng vì COVID-19 nên Ontario sẽ giảm thuế suất phần của họ, giảm từ 3.5% xuống còn 3.2%, áp dụng cho năm 2020 và 2021. Như vậy thì tổng cộng phần thuế cả liên bang và tỉnh bang của họ giảm từ 12.5% xuống còn 12.2%. Ngoài ra thì trong cái mùa dịch này vẫn còn tiếp diễn, là chính phủ có những cái chương trình hỗ trợ gì cho công ty vừa và nhỏ không? Dạ vâng, như em trình bày với chị là công ty vừa nhỏ là một cái xương sống của nền kinh tế, nên chính phủ Canada tung ra rất nhiều gói hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì có thể kể đến là những gói hỗ trợ như là CEBA, tức là Canada Emergency Business Account, hay gọi là chương trình hỗ trợ 60.000 của liên bang. Thì chương trình này cái hạn chót phải nộp là 31 tháng 3 2021, và nếu mà họ nhận được cái khoản vay 60.000 này, thì khoản vay này không lãi suất, và nếu mà họ trả cho chính phủ lại trước 31 tháng 12 2022, thì được họ được cho không 20.000, tức là họ chỉ trả 40.000. Đó là một chương trình. Chương trình thứ hai là những khoản trợ cấp hiện tại, là những khoản trợ cấp ở các tiền lương, gọi là wage subsidy hoặc trợ cấp tiền rent subsidy. Thì những cái doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và bị ảnh hưởng thể hiện cái chỗ là nếu mà sale hoặc revenue họ giảm, thì họ được quyền apply cái hai chương trình này. Ví dụ như chương trình hỗ trợ rent subsidy, hỗ trợ tiền thuê, thì có những business bị bắt buộc phải đóng cửa, thì họ có thể nhận mức tối đa là 90% tiền rent. Ví dụ như những tiệm nail, những tiệm beauty salon, những tiệm hớt tóc, thì họ bị bắt buộc phải đóng cửa vì cái lệnh lockdown của chính phủ, thì họ được nhận tối đa là 90% tiền rent. 90% tiền rent, cái đó giúp rất là nhiều, đặc biệt là cái mùa khó khăn suốt liên tục và mình bị đóng cửa đó. Còn những cái business nào mà không bị bắt buộc phải đóng cửa hoàn toàn, ví dụ tiệm ăn chẳng hạn, thì hoặc nhà hàng, thì dựa vào cái mức income là cái mức sale hoặc revenue á, thì dựa vào mức giảm thì họ sẽ cho phần trăm trên mức giảm đó. Em lấy ví dụ, nếu mà
sale của họ giảm 40%, thì họ được hỗ trợ 80% của 40%, tức là 32% tiền rent. Tức là về nguyên tắc á, là nếu mà anh giảm nhiều thì anh được hỗ trợ nhiều. Anh giảm ít, tức là anh ít bị ảnh hưởng thì anh được giảm ít. Nhưng mà tối đa anh giảm á, anh nhận được cái khoản hỗ trợ này á, là 65%. Nếu mà cái mức income của anh giảm trên 70%. Bên cạnh đó thì chính phủ nó thông qua ngân hàng của chính phủ BDC, họ có một tung ra một cái chương trình hỗ trợ vay cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thì các chủ doanh nghiệp nên liên hệ với ngân hàng của mình để mà thêm cái thủ tục ra sao, yêu cầu như thế nào. Còn nếu mà họ có những cái sự trợ giúp của người làm thuế thì họ sẽ quay lại người làm thuế và nhờ họ trợ giúp thêm. Còn bên cạnh đó thì tỉnh bang Ontario cũng hỗ trợ thêm một cái chương trình gọi là RON, cho không 10.000 đến 20.000 cho những cái business nào bị ảnh hưởng bởi cái lệnh lockdown hồi tháng 12/2020. Đó. Thì họ dựa vào cái mức giảm của sales revenue, là giảm doanh thu, và họ dựa vào cái size của business của mình, bao nhiêu nhân viên, thì họ xác định được là anh được 10.000 hay là 20.000 hoặc là trong khoảng 10.000 đến 20.000. Nhưng mà tối đa thì cái khoản này khoảng cho không, tối đa thì họ nhận được khoảng là 20.000. Cũng nhờ như vậy là cũng một số doanh nghiệp của chúng ta mới có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Bên cạnh đó thì Ontario, chính phủ Ontario cũng hỗ trợ thêm những cái khoản, nếu mà chị mua những cái thiết bị y tế PPE phục vụ cho cái việc phòng chống Covid thì mình có thể claim được những khoản đó, nhưng tối đa 1.000. Hoặc là họ sẽ hỗ trợ thêm tiền property tax, họ hỗ trợ thêm tiền tiền utility. Lương à, thường một số người nghĩ là khi nói đến thuế là người ta sợ đó là một cái khoản tiền mất đi. Nhưng mà Hoàng nghe nói nếu mà mình biết cách và tận dụng tối đa tất cả những cái quyền lợi hay là những cái khoản khấu trừ mình được đó thì nó cũng sẽ tiết kiệm được cho mình một cái khoản lớn. Vậy Lương có thể chia sẻ một số tips mà chúng ta nên biết về khai thuế để khán giả có thể học hỏi và tận dụng được tối đa các quyền lợi mà mình nên biết và nên được. Cảm ơn chị. Thì có ba cái tip mình luôn nghĩ là mọi người nên sử dụng cho cái mùa khai thuế. Cái tip tức là tip đầu tiên á, là bạn phải tìm được một cái người khai thuế mà bạn thật sự tin tưởng, tại vì người này sẽ thay mặt bạn khai hồ sơ thuế với CA và có thể trả lời mọi thắc mắc với CA trong trường hợp mà CA nó còn thông tin thêm. Cái thứ hai là bạn nên cập nhật những thay đổi của cái gia cảnh của bạn, background của bạn với lại và chia sẻ hoàn toàn những cái background này, những gia cảnh này với người khai thuế để họ nắm được là hoàn cảnh của mình nó như thế nào. Cái thứ ba là bạn phải biết được là mình có những khoản giảm trừ thu nhập gọi là deduction hay là giảm thuế gọi là tax credit nào để mà có thể là áp dụng được cho mình. Ví dụ như là có những khoản work from home benefit như nãy mới trình bày, hoặc là có những khoản là chi phí giữ trẻ, hoặc là có những khoản là tiền học phí, hoặc là có những khoản donation, hoặc là những khoản moving expense là chi phí mà họ di chuyển từ tỉnh này tỉnh khác hoặc là từ nơi này đến nơi khác vì mục đích là làm việc hay là mục đích đi học. Thì những cái đó là những cái mà để cuối cùng là để giảm thuế cho mình. Hay quá, như nãy luôn có nhắc là đây cũng là một cái nghĩa vụ của mình nữa, không? Ngày tới là một cái nghĩa vụ của người dân. Và nếu mà mình nghĩ đến quý vị, cái tiền đóng thuế của chúng ta đó, bất cứ những cái thuế từ thuế mình mua và mình khi mình khai thuế mình thu nhập đó, đóng thuế lại cho chính phủ, thì chính phủ dùng những cái tiền đó để cung cấp lại những cái dịch vụ như là sức khỏe, maintenance đường xá cho mình đi, rồi xúc tuyết vân vân. Thì mình khi mình nghĩ lại tới như vậy thì mình cũng thấy là mình đã đóng góp vô cùng đáng à. Dạ đúng chị. Quan điểm của em thì đóng thuế là một cái niềm vui. Tại vì chính phủ cũng cần cái tiền để mà trang trải những cái tiện ích công cộng,
cung cấp cái y tế miễn phí cho toàn người dân và những cái benefit khác, những cái lợi ích khác mà người dân gặp được và nhận được trong suốt năm. Thì cứ qua cái COVID-19 này thì mới thấy được là chính phủ hỗ trợ người dân đến mức nào, đúng mà rồi. Tiền ở đâu, thật ra là tiền của mình đóng thuế. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vậy khi mình thấy trong cái lúc mà một cái đại dịch chưa từng có trong lịch sử mà người dân của chúng ta cũng được khỏe mạnh, cũng được gọi là well taken care of, được chăm sóc coi như là cũng ổn đó quý vị, mình mới thấy mình cũng khá may mắn. Dạ. Lương thì bây giờ Lương chia sẻ một chút xíu về cái nghề nghiệp của mình đi. Tại vì nếu mà những cái bạn trẻ ở đây mà đang có một ước mơ trở thành một cái chuyên gia chuyên nghiệp như vậy nè, như là một người CPA giống như Lương, thì Lương có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình cũng như là kinh nghiệm làm việc trong cái lĩnh vực kế toán chuyên nghiệp của mình. Dạ, thí dụ anh, thì cái nghề của em là một cái nghề nó mang trách nhiệm rất là lớn. Tại vì nó ảnh hưởng đến cái trách nhiệm thuế của từng cá nhân đối với sở thuế. Thì chính vì đây là một cái nghề mang trách nhiệm lớn nên các bạn nếu mà muốn theo cái nghề này thì ngoài cái việc là trang bị cho mình một kiến thức vững chắc, nên phải luôn cập và phải luôn cập nhật với CA những cái thay đổi mới của chính phủ cho từng mùa thuế khác nhau. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải biết lắng nghe. Lắng nghe những cái hoàn cảnh của hoặc là background của từng người để mà từ đó hiểu thêm hoàn cảnh của họ, hiểu thêm cái nguyện vọng của họ. Và từ đó, ngoài cái việc khai thuế, trung thủ, từ đó cái việc là các bạn có thể làm được cái vấn đề là hoạch định thuế cho họ để mà giúp họ tối ưu hóa cái việc trả thuế, nhưng phải đúng luật. Phải đúng luật. Đúng rồi. Thì chúng ta muốn nhắc nhở lại quý khán giả một lần nữa là cái thời hạn chót để mà chúng ta phải nộp đơn khai thuế của năm 2020 là 30 tháng 4 sắp tới này. Và những quý vị nào mà đã nhận CERB là chúng ta phải có cái tờ nhận T4A hay là T4E gì đúng không? Để chúng ta phải khai thuế. Đối với các bạn xem phôi thì các bạn có đến 15 tháng 6 để khai thuế. Tuy nhiên nếu các bạn cần phải đóng thuế lại thì các bạn cũng vẫn phải trả ngay trước cái thời hạn 30 tháng 4. Đúng không Lương? Ngoài ra Lương còn muốn bổ sung gì nữa để nhắc nhở khán giả trước khi chúng ta kết thúc cái buổi trò chuyện này? Thì thật ra năm vừa rồi là một năm cũng đối với nhiều người là nó đã ấn tượng rất là sâu sắc, tại vì bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nên tất cả những cái gia cảnh, hoàn cảnh đều bị thay đổi hết. Thì chính vì vậy á, thì mọi người nên tiếp cận cái người khai thuế của mình càng sớm càng tốt, và có những cập nhật mới, thay đổi mới thì các bạn nên cập nhật với họ để mà hoàn thiện cái việc khai thuế đúng hạn. Rất là cảm ơn Lương đã đến chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích mà cũng như quan trọng cho mùa thuế năm nay cũng như để chuẩn bị cho năm tới. Rồi cảm ơn chị Hoàng Anh và cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Thưa các bạn, nếu các bạn vẫn còn có những thắc mắc hay là câu hỏi về thuế, mời quý vị hãy liên lạc với văn phòng TaxCare. Và nếu quý vị thấy buổi trò chuyện hôm nay là hữu ích thì xin quý vị nhấn nút like và giúp Hoàng Anh chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết thông tin. Bây giờ Hoàng Anh xin chào tạm biệt các bạn, xin chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe, luôn bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.